Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, tháng giêng năm 2020, vào ngày 24, khi mà họ công bố con virus viêm phổi Vũ Hán được hình thành, thì có nghĩa là nó đã đi một đoạn đường dài gần 3 tháng trời, nó đã được lẻn ra khỏi một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, một thành phố của Trung Quốc. Nhưng mà người ta không chấp nhận điều đó. Người ta làm cho cả thế giới hoang mang là không biết cái con virus này nó là nhân tạo hay nó là tự nhiên. Và nó được hình thành bởi những thứ thành phần như thế nào, và nó bị phát tán như thế nào, hoặc nó bị lọt ra khỏi những vòng phòng thí nghiệm sinh học như thế nào. Và người ta chỉ có thể đối phó với nó một cách mù mờ, không biết nó như thế nào. Cho nên cái hậu quả mà ngày hôm nay chúng ta đã thấy, toàn thế giới bị đảo lộn. Đảo lộn từ tất cả mọi cuộc sống của con người, đảo lộn mọi thành phần ở trong đời sống, kể cả đời sống đức tin, kể cả đời sống xã hội thường ngày. Đó là hệ lụy mà chúng ta thấy. Sự gian dối, sự dối trá, sự mà không thành thật. Ví dụ bây giờ chúng ta đi khám bệnh, như lời đầu lễ con nói với quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta khai thật, chúng ta có uống rượu, nếu chúng ta khai thật, chúng ta có hút thuốc lá, nếu chúng ta khai thật, chúng ta có dùng những thứ kích thích, thì bác sĩ mới biết chẩn đoán bệnh của chúng ta chính xác và mới cho chúng ta những phương thuốc để có thể chữa lành. Và con thiết nghĩ, thưa quý ông bà, anh chị em, trong đời sống vợ chồng cũng thế. Có những khoảng riêng tư chúng ta có thể gọi là tôn trọng nhau, chúng ta không xúc phạm đến những khoảng riêng tư đó. Nhưng những gì mà nó ảnh hưởng đến đời sống của tình nghĩa vợ chồng, ảnh hưởng đến đời sống gia đình, ảnh hưởng đến chính đời sống của người khác đang liên lụy đến mình, thì chúng ta cần phải có sự thanh minh, cần phải có sự minh bạch, cần phải có một cái sự phân trần, cần phải có một cái sự chân thành. Nếu không, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta chỉ sống với nhau bằng những thứ hình thức, những cái bức bình phong chúng ta dựng ra ở phía bên ngoài, mà không hề cho anh chị em chúng ta biết cái suy nghĩ thật của chúng ta là như thế nào. Và chắc chắn cái hệ lụy của những việc như thế nó nặng nề lắm, hậu quả của nó tai hại lắm, và cái kết quả của nó, thưa quý ông bà, anh chị em, bi đát lắm. Bi đát đến nỗi mà một người cha ở trong xã hội không muốn chu cấp cho người con ruột của mình khi bỏ mẹ con ở một nơi xa đảo đó, rồi đến một lần vô tình đi vào cái quán bia ôm để mua cái điều mà mình muốn thỏa mãn, thì cái chính cái người con đấy lại là người mà mình lại cùng giường với họ. Đến nỗi người con chỉ mặt người bố rằng: tiền mà bố cho chu cấp cho con đi học, bố không có, ông bố nói bố không có khả năng. Vậy mà bố có khả năng bỏ ra 10.000 đô để bố mua cái điều mà thỏa mãn cho chính con người của bố, thì bố có còn xứng đáng là một người bố nữa hay không? Đấy, chúng ta thấy khi mà người ta cứ giấu kín những cái chuyện mà đúng ra người ta phải chân thành, người ta phải thành thật để chia sẻ với nhau, để tâm sự với nhau, thì cuối cùng cái hệ lụy của nó quá bi đát. Hôm nay chúng ta chứng kiến một tâm hồn rất thanh cao. Ông không giữ một cái gì gọi là thể diện cho đấng được mệnh danh là Messiah. Khi Philippe đến nói: chúng tôi đã gặp đấng Messiah, người xuất phát từ Nazareth. Nathanael nói ngay: ở Nazareth làm gì có cái gì mà hay được. Chứ nếu như bây giờ
chúng ta muốn xin cho chúng con chúng ta vào một cái trường nào đó, mà bây giờ người ta nói xấu về cái người hiệu trưởng của cái trường đó, chúng ta phải gạt đi ngay. Không không, ông đấy tốt lắm. Cho dù ta chưa biết ông đấy là như thế nào. Hay như là chúng ta muốn xin một cái chỗ nào đó trong một cái công ty nào đó. Đấy, người ta nói xấu về cái người sếp của chúng ta, chúng ta nói không không không, ông ấy tốt lắm. Luôn luôn là những thứ bình phong mà chúng ta dựng nên một cách vô hình. Còn với Nathanael, thưa quý ông bà, anh chị em, không như vậy. Chân thành, đối với tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy trong Kinh Thánh chẳng nói gì về Nazareth cả. Thế cho nên khi gặp Chúa Giê-xu, Giê-xu nói, ông thật sự là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối, ngay thẳng. Và từ một cái tâm hồn chân thành như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, đã được Đức Giê-xu chứng nhận. Và rồi ông đã thấy Ngài thật là vua Israel, Ngài thật là con Thiên Chúa. Đấy, một tâm hồn chân thành đã được giải thoát để thấy được một dung nhan của một Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, chữa lành cho cuộc đời của mình, đến với mình một cách rất là chân thành. Không có một thứ bình phong nào ngăn cản, không có một thứ bình phong nào để dựng nên, để không nói đến cái điều cốt lõi của cái con người mà mình gặp gỡ. Nathanael là như thế, Bartolomeo tông đồ là như vậy. Và chính vì vậy hôm nay qua thánh lễ này, một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta hãy cố gắng sống sự chân thành đó trong đời sống của mỗi chúng ta với Chúa và với nhau. Con nói thật, những người sống chân thành, những người hay sống khẳng khái cái sự thật, thường là những con người bị người khác chống đối, bị người khác tẩy chay. Nhưng con thiết nghĩ bản thân con thích những kiểu sống như vậy. Vì nếu bây giờ chúng ta có chắn, chúng ta có lập lên những thứ bình phong chúng quanh cuộc đời của mình, thì thưa quý ông bà, anh chị em, đến một lúc nào đó, sự thật nó như một cái kim ở trong bọc, nó sẽ cho người khác thấy bản chất là như thế nào. Chính vì vậy hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy cố gắng có được một con tim chân thành với Chúa và với tha nhân, thì chúng ta sẽ thấy được một Thiên Chúa thật sự trọn vẹn trong cuộc đời mỗi chúng ta. Giống như điều mà người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện: lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con không dám ngước mắt nhìn Ngài, con không có công linh để con gọi là đến để báo công với Ngài, để báo cáo thành tích với Ngài. Tâm hồn con trống rỗng, tâm hồn con tội lỗi và con yếu kém, thấp hèn. Xin lòng thương xót của Chúa chữa lành và lấp đầy tâm hồn con. Amen.